Một mặt hàng đang dần nóng lên trong những ngày này chính là sách đồ dùng học tập. Tuy nhiên, với việc sách giáo khoa tăng giá gấp từ 1 đến 2 lần so với sách giáo khoa cũ đã chất thêm gánh nặng chi tiêu cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học mới, ghi nhận tại tỉnh Hòa Bình. Cô Đặng Thị Lan Anh là chủ nhiệm lớp 7, có 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm nay sách giáo khoa chương trình mới lớp 3, lớp 7 tăng giá, gây lo lắng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thì cái bộ sách giáo khoa năm ngoái và năm nay thì cũng rơi vào tầm 500-600 nghìn. Thì cũng một số nhà thì hoàn cảnh cũng rất khó khăn, thì nhà trường cũng tạo điều kiện bằng cách là vận động các thầy các cô ủng hộ cho các con để các con có sách đến trường. Một trong những nguyên nhân dẫn đến giá sách giáo khoa tăng là do ở chương trình mới, số cuốn trong mỗi bộ nhiều hơn. Sách giáo khoa mới chú trọng kênh chữ, tăng cường kênh hình với hình thức trình bày minh họa, sinh động, hấp dẫn. Khổ của nhiều cuốn sách giáo khoa mới lớn hơn khổ sách giáo khoa cũ, chất lượng giấy của sách giáo khoa mới cao cấp hơn. Giá của một bộ sách giáo khoa chương trình dao động từ 500 đến 600 nghìn đồng một bộ, tăng gấp từ 1 đến 2 lần giá sách cũ. Thông tin sách giáo khoa tăng giá cao khiến nhiều gia đình gặp khó khăn, bởi lẽ đối với những gia đình có 2 hoặc 3 con trong độ tuổi học sinh thì việc mua sắm sách vở cộng thêm các khoản đóng góp đầu năm học không phải là chuyện đơn giản. Bước vào đầu năm học thì vẫn có một chút khó khăn. Giá cả sách năm nay kinh hơn năm ngoái. Cũng cố gắng làm sao cho con được học tập bằng chúng bằng bạn. Đối với chuẩn bị cho năm học 2022-2023 thì về cơ bản là nhà trường cũng đã tuyên truyền đến phụ huynh để lựa chọn cho học sinh có đầy đủ cái sách giáo khoa. Về khó khăn của nhà trường thì đây là một trường vùng ven của thành phố Hòa Bình thì cũng có một số hộ các em khó khăn, ví dụ như là bố mẹ đi làm ăn xa ở với ông bà thì cái việc mà chuẩn bị sách thì cũng chưa được đầy đủ, thì nhà trường cũng sẽ tạo điều kiện để cho các em được mượn trong thư viện dùng chung của nhà trường. Thực tế hiện nay, đối với nhiều gia đình, việc mua sách giáo khoa mới cho con ở những nơi có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn, nhiều học sinh vẫn thiếu sách giáo khoa và đồ dùng học tập đầu năm. Vì vậy, để hỗ trợ phụ huynh, khuyến khích học sinh đến trường, rất cần các chương trình hỗ trợ sách đối với học sinh diện nghèo, cơ chế trợ giá chung cho học sinh, nhất là vùng nông thôn, miền núi, để đảm bảo các em có đầy đủ sách giáo khoa phục vụ cho việc học tập.